xin mời. Kính thưa quý vị, như vậy là chiếc vương miện đầu tiên của đêm chung kết Miss Earth Việt Nam 2023 đã tìm được chủ nhân. Chúng tôi xin được chúc mừng Hoàng Thị Kim Chi đã giành được vương miện Miss Fire Việt Nam 2023. Xin chúc mừng thí sinh mang số bằng danh 017 Hoàng Thị Yến Nhi. Xin chúc mừng. Chúc mừng Miss Hoàng Thị Yến Nhi. And now we want to welcome the live stream on stage. Guys, Su Cho. Miss World Việt Nam 2023 Hoàng Thị Yến Nhi. Xin mời hai cô gái còn lại. Kính thưa quý vị, như vậy là hai trong tổng số 4 chiếc vương miện danh giá của Miss World Việt Nam 2023 đã tìm được chủ nhân rồi, và chúng ta chỉ còn lại hai cô gái nữa thôi. Thưa quý vị, chúng ta còn hai ngôi vị. Đó chính là Miss Air Việt Nam 2023 và Miss Earth Việt Nam 2023. Tố nguyên tố quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau hồi hộp chờ đợi. Và chúng tôi sẽ cùng công bố tên của Miss Earth Việt Nam 2023. Cổ đông sẽ trở thành Miss Air Việt Nam 2023 quý vị nhé. Box đang hướng về hai cô gái ở nhân vật trung tâm với những luồng ánh sáng rất bí ẩn. Và cái tên chúng tôi gọi ngay sau đây sẽ là cô gái đạt ngôi vị cao nhất Miss Earth Việt Nam 2023. Là cô gái mang số báo danh nào ạ? 062 hay là 063? Nguyễn Thị Thu Trang hay là 063 Đỗ Thị Lan Anh? Chào quý vị. Và sáng cho suốt hành trình của Miss Earth Việt Nam 2023 và trong đêm chung kết ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, tổng Miss Earth Việt Nam 2023, chủ nhân của ngôi vị cao nhất đã thuộc về số bao nhiêu? 063 Đỗ Thị Lan Anh. Xin chúc mừng bạn năm 2023 và biết đâu đây là Miss Thị Thu Trang 062 sẽ là Miss Air Việt Nam 2023. Và đây chính là Miss Air Việt Nam 2023. Thưa quý vị, thành 062 đến từ
mừng Miss Air Việt Nam 2023 Nguyễn Thị Thu Trang. Xin được cảm ơn, thank you Nina Future Research, many thanks you. Và xin được cảm ơn bà Trần Nguyễn Thị Hương và tập tạp chí Harper's Bazaar Việt Nam. Xin mời xin phút đăng quang của Đỗ Thị Lan Anh. Xin trân trọng kính mời trưởng ban tổ chức, chủ tịch của Miss Earth Việt Nam, Hoa hậu Trương Ngọc Ánh, CEO của TNA Entertainment. Xin được trân trọng kính mời bà Bùi Thị Mỹ Cảnh, nhà sáng lập thương hiệu trang sức ngọc trai Long Beach Pearl, đồng thời cũng là đại diện của nhà tài trợ Kim Cương của chương trình. Anh Pacific Group sẽ tiến sân khấu để trao hoa, giải sát và phước nghiệp cho Miss Earth Việt Nam 2023. This is the new Miss Earth of Vietnam, Miss Earth Vietnam 2023. And you are from? Vâng, kính thưa quý vị, như vậy là sau một hành trình dài với rất nhiều những hoạt động và thử thách, trái tim xanh và đến đêm chung kết ngày hôm nay, cuối cùng chúng ta cũng đã lựa chọn ra được cô gái xuất sắc nhất đại diện cho sắc đẹp, trí tuệ và tinh thần của mình đối với vấn đề bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Đỗ Thị Lan Anh. Quý vị thân mến, hành trình nối tiếp hành trình đến ngay sau cuộc thi khép lại, cũng là lúc mở ra một hành trình mới với Miss Earth Việt Nam 2023. Lan tỏa thông điệp và thực hiện sứ mệnh vì môi trường và sự phát triển bền vững. Hẹn gặp lại, thật mới cùng chào đón tới Miss Earth Việt Nam 2023 trong những bước đi đầu tiên cho hành trình dùng.